Cuộc lội ngược dòng 2-1 trước Southampton nhờ những kép phụ như Minamino và Matip ở vòng đấu trước. Đồng thời, Manchester City bị West Ham cầm hòa đã giúp Liverpool níu kéo cơ hội cạnh tranh chức vô địch và họ sẽ phải chờ đợi điều tốt đẹp nhất sẽ đến sau trận đấu với Wolverhampton. Với chỉ một điểm kém hơn đối thủ trên bảng xếp hạng, Liverpool hoàn toàn có thể tạo ra cuộc lật đổ vĩ đại ở vòng 38. Nhưng trước hết, họ phải làm được điều kiện cần là giành trọn 3 điểm ở trận này, cũng như có điều kiện đủ là Aston Villa sẽ cầm chân hoặc đánh bại Man City trong trận đấu cùng giờ để giúp họ đăng quang vô địch một cách ngoạn mục. Đây cũng sẽ là một trận chung kết với Liverpool và với khát khao giành cú ăn 4 vĩ đại mùa này, chắc chắn lữ đoàn đỏ sẽ chơi bóng với đẳng cấp cao nhất để giành chiến thắng. Liverpool bước vào trận đấu này với khá nhiều lo lắng từ chấn thương của các cầu thủ trụ cột Salah và Van Dijk, những người là nền tảng chiến thắng của Scope. Nhưng với những gì mà các cầu thủ dự bị đã làm được ở trận gặp Southampton, huấn luyện viên Jurgen Klopp có thể yên tâm vào chất lượng chơi bóng của đội nhà. Trong khi đó, huấn luyện viên Bruno Lage sẽ không có sự phục vụ của Semedo, Said và Kinman vì chấn thương. Nhưng dù sao, việc không còn mục tiêu nào ở trận này cũng không khiến đội khách phải lo lắng. Liverpool không cho Wolverhampton bất cứ cơ hội nào để kiếm điểm từ họ khi đánh bại đối thủ trong cả 5 trận gần nhất. Xét về phong độ hiện tại, Scope cũng đang chơi rất hay với 4 trận thắng và 1 trận hòa, trong khi Wolver để thua 3 trận và hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Liverpool sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để tìm chiến thắng và với chất lượng cầu thủ cùng đẳng cấp vượt trội, đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp là lựa chọn tin cậy đối với người chơi ở trận này. Ở các mùa giải trước, Wolverhampton thường gây rất nhiều khó khăn cho Liverpool và thường chỉ để thủng lưới một bàn. Nhưng ở mùa giải này, họ đã sa sút phong độ cũng như không giữ được lối chơi phòng ngự khó chịu như trước, nên nhiều khả năng trận đấu này sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Sự đoán của thể thao văn hóa Liverpool Wolverhampton 4-0.